cho x bằng y phần 4, x mũ y bằng 5 mũ 200, tính x với x thuộc n, thì ta có nè các bạn, ta có x bằng y phần 4, thì phần này chính là chia nè các bạn, bạn chuyển thằng này qua đây, vậy là nhân. Vậy từ đây mình suy ra 4 nhân x bằng y, thì các bạn có thể viết ngược lại là y bằng 4 nhân x, được chưa? Vậy sau đó các bạn viết lại x mũ y bằng 5 mũ 200 sẽ tương đương là chỗ nào có y các bạn thay bằng 4 nhân x, vậy là x mũ 4 nhân x bằng 5 mũ 200. Tiếp tục thì các bạn nhớ đến kiến thức a mũ n nhân m thì bằng a mũ n tất cả mũ m. Vậy đây mình phân tích thành x tất cả mũ mũ 4 bằng 5. Thì 200 này mình phân tích ra là 50 nhân 4. Được chưa? Vậy tương đương x mũ x tất cả mũ 4 bằng, đây các bạn phân tích là 5 mũ 50 tất cả mũ 4. Được chưa? Do vấn đề ở đây là mũ chẵn nên mình sẽ có hai giá trị, nhưng do x của mình thuộc vào số tự nhiên nên mình chỉ có một giá trị thôi. Vậy là x mũ x tất cả, ta bỏ 4 nè, mũ 4 nè, được chưa? Vậy x mũ x bằng 5 mũ 50. Tiếp tục ta phân tích cái 50 này ra thành x mũ x bằng 5. 50 này chính là bằng 2 nhân 25. Tương đương x mũ x bằng, đây sẽ là 5 mũ 2 tất cả mũ 25. Tương đương x mũ x bằng 5 mũ 2 chính là 25 tất cả mũ 25. Vậy tương ứng x bằng 25, x bằng 25 thuộc vào số tự nhiên.